Đời trẻ con thì cứ bám theo, nghe ngóng, kiếm chút kinh nghiệm. Ê, theo tao mày. Mình sẽ ra sao đây anh? Sẽ không sao. Em đừng lo. Sao anh biết? Em bị tụi nó theo dõi rồi kìa. Em mới lại, tụi nó không đuổi theo anh đâu. Đi thì đi chung, lên xe. Anh chạy đi, anh muốn chết hả? Bây giờ em có đi với anh hay là không? Mình chạy đi đâu bây giờ? Nhanh lên! Đi gặp anh hai anh. Em thấy dạo này tóc của chị đẹp. Sao không dí nữa anh? Quân chế thằng chó kìa. Trong đó là chị ông bà của Hồ Trạnh Nhớn á. Mày nhìn tao làm gì? Mày nhìn nó kìa. Tao kìa cô,
Cái gì thì thua. Ê, đánh nó tiếp. Đánh lại nó. Mày làm gì như phú lồ vậy? Quýnh nó mạnh lên cho tao coi. Đánh hoặc bị đánh, đâm hoặc bị đâm, nhớ chưa? Vua vừa khấn xong thì một cơn lốc cuốn cát bụi lên mịt mù, đất trời rung chuyển. Tần Kim Quy hiện lên và bảo: sạc ấn ngay sau lưng nhà vua kia. An Diêm Vương quay phắt người lại và nhìn thấy đám lông ngỗng rải khắp dọc đường, hiểu ra hết mọi chuyện. Vua vung gươm chém Mỹ Châu rồi theo đường rẽ nước của Thần Kim Quy xuống Thủy Phủ. Em đợi anh ở đây. Xoa nhiều vô đi. Rồi sau này lớn lên vô cùng giống cha của mày đó. Anh hùng giống thằng cha nó mới phải chứ. Anh hai, mày tìm gì đây làm gì? Em có chuyện muốn nói với anh hai. Anh này, thằng Năm nó như con như nhỏ nhỏ nhớ rồi. Vậy mày về đây làm cái gì? Để em qua nói chuyện với thằng Hùng. Vợ nó đang có bầu, nó không dám làm chuyện gì thiếu suy nghĩ đâu. Chuyện này không cần mày lo. Tao đi với mày đưa con nhỏ nó về nhà. Giờ mày sẽ xin lỗi Tài Nhất trước mặt tao. Em sẽ không bao giờ làm vậy đâu anh hai. Hồi xưa đụng chuyện, mày bỏ tao và mọi người đi. Bây giờ mày vác cái mặt về, muốn mọi người cứu mày. Nhưng mà em yêu Hùng. Vậy còn anh em của mày là cái thứ gì? Em xin lỗi. Lâm, anh Hùng bây giờ đã khác xưa. Anh nó có gia đình rồi. Em đi vô nhà đi, cho nói chuyện một chút. Dù mày có là em tao, tao cũng không thể để mọi người liên lụy gì mày. Em cũng sẽ không để mất Hương đâu. Anh chờ đi. Ừ, nếu mày còn sống ha. Kể từ bây giờ, chuyện thằng này sống hay chết không liên quan gì đến anh. Đừng có ra ngoài nếu không cần thiết. Có gì cứ gọi cho tao. Ở đây an toàn rồi. Thank you.
Anh tới đây có gì không? Kêu thằng Hùng ra đây. Anh tên gì? Em vô em báo lại với anh Hùng. Long mộng gà nè con. Tao. Mày về nói với Tài Nhất, đừng lấy cái gì tao không thể cho. Ê, anh Hùng, anh em nói chuyện đàng hoàng trước đã. Dạ. Nè, vợ mày đang có bầu. Thấy mặt con mày không mày? Đủ má ta đang nói chuyện đàng hoàng với mày. Làm cái gì vậy? Mày xông vô nhà tao không có chào hỏi, đem gia đình tao ra hăm dọa. Trước mặt anh em tao, mày coi tao không ra cái gì. Đàng hoàng cỡ mày á, tao sẽ đối xử tử tế. Đừng có bao giờ đem vợ con tao mà ra đùa giỡn nghe chưa? Anh Hùng, Tài Nhớ mà kéo tới đây cả đám, anh em mình chơi không lại nó đâu. Mày nói cái gì vậy? Kêu hết anh em ra đây. Mày tìm tao có chuyện gì? Mày vô uống cái răng chai. Mày ở ngoài chờ tao. Bao lâu rồi mày không ra nhậu với tao? Tao muốn làm mày mất vui. Vậy mà dạo này á, mày cứ trốn tao hoài. Tao muốn một mình, chứ không phải là trốn mày. Mày hiểu không? Vô mày. Mày muốn gặp con Trang á, tao sẽ lên rừng xuống biển tìm nó cho mày. Chỉ cần mày mở miệng, chết tao cũng làm nữa.